BPSOS, RFA là đồng đảng đang ra sức tuyên truyền, tung hứng cho cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế 2024 vừa diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản mà BPSOS có trong ban tổ chức và Nguyễn Đình Thắng, cầm đầu BPSOS, là một trong các diễn giả tại diễn đàn hội nghị này cũng như tuyên truyền về nó. Nguyễn Đình Thắng xuyên tạc rằng về cách nhà nước Việt Nam kiểm soát tôn giáo nhưng khéo tô vẽ hình ảnh tôn trọng tự do và đa dạng tôn giáo qua các tổ chức tôn giáo và ngụy tôn giáo họ lập ra hoặc điều khiển như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, Chi phái Cao Đài 1997, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Nguyễn Đình Thắng cũng nói về sự phối hợp giữa Ban tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an để kìm kẹp và đàn áp tôn giáo. Nói về Hội nghị Thượng đỉnh và Tự do Tôn giáo Quốc tế diễn ra hàng năm là sàn diễn, sân chơi cho các tổ chức và cá nhân mang vỏ bọc đấu tranh tự do tôn giáo, xuyên tạc chống phá các quốc gia bị phương Tây liệt vào danh sách đen. BPSOS và Nguyễn Đình Thắng là con bài được tạo dựng, hỗ trợ, nuôi dưỡng các cơ quan, cơ chế về chính phủ Mỹ và các tổ chức phi chính phủ liên quan. Tổ chức BPSOS do Phan Lạc Tiếp, nguyên sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Nguyễn Hữu Sương, nguyên giáo sư Đại học San Diego, thành lập năm 1980, có trụ sở tại San Diego, California, Mỹ, chuyên hỗ trợ tổ chức cho những thuyền nhân được chuyển giao cho Nguyễn Đình Thắng điều hành và hướng lái hoạt động sang lợi dụng các vấn đề dân tộc, chủ quyền, tôn giáo để chống phá Việt Nam, để ăn theo hưởng lộc các quỹ dân chủ được chính phủ Mỹ rót vốn. Nguyễn Đình Thắng đã thành lập cái gọi là Đề án Dân quyền Việt Nam và đưa ra dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam phục vụ mục đích chống phá chính quyền Việt Nam trên không gian mạng theo đơn đặt hàng của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, USCIRF. Công cuộc hợp tác giữa USCIRF với CPSOS từ lâu bị giới Việt Kiều và truyền thông trong nước bóc trần qua việc các báo cáo tự do tôn giáo hàng năm của USCIRF về Việt Nam chủ yếu lấy từ nguồn xuyên tạc bịa đặt của BPSOS. Thực tế, mọi hoạt động của BPSOS đều nhằm gây quỹ, xin tài trợ, phục vụ lợi ích cá nhân của Nguyễn Đình Thắng và nhóm điều hành. Chúng dùng mọi thủ đoạn, phương thức để vừa chống phá nước ta, vừa thu lợi về mình. Dự án khảo sát tôn giáo Việt Nam thực chất là công cụ mới chống Việt Nam. Cần khẳng định, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong 6 tháng đầu năm 2024, được các cơ quan chuyên môn đánh giá hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn cả nước diễn ra sôi động, cơ bản tuân thủ pháp luật. Niềm tin của các chức sắc, tín đồ, các tôn giáo đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp tiếp tục xác định đường hướng hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả trên đây tiếp tục cho thấy những chính sách đúng đắn và hiệu quả của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã góp phần thiết thực để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam mà không một thế lực nào có thể xuyên tạc bôi nhọ. Chính vì vậy, đối với Việt Nam, những cái gọi là Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế là vô giá trị. Những phát ngôn của Nguyễn Đình Thắng chỉ là tiếng nói lạc lõng, cố tình công kích, gây nhiễu thông tin, tạo dư luận xấu mà thôi.